Đoàn Nguyễn yêu bạn trai đồng giới 10 năm được tặng xế hộp xịn sò ở nhà 7 tỷ đồng. Diễn viên Đoàn Nguyễn và bạn trai Mai Thanh Tú đều là hai cái tên hoạt động năng nổ trong nghệ thuật. Ngoài sự nghiệp, cả hai còn gây chú ý với chuyện tình 10 năm viên mãn. Đoàn Nguyễn vốn không phải là gương mặt xa lạ với khán giả. Từ sau khi được biết đến từ các clip hát nhép, anh dần trở nên nổi tiếng và hoạt động nghệ thuật một cách tích cực với vai trò là ca sĩ diễn viên. Ngoài ra, chuyện tình của Đoàn Nguyễn cũng nhận về nhiều sự chú ý của công chúng. Đoàn Nguyễn quen mặt trong các bộ phim truyền hình và sân khấu kịch. Được biết, Đoàn Nguyễn có mối tình đồng giới kéo dài hơn 10 năm. Bạn trai của anh là Thanh Tú, kém anh 8 tuổi và hiện đang thay đổi công việc của một MC diễn viên kịch. Anh chàng đang hoạt động tại sân khấu IDCAP của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Thanh Tú được nhận xét là điển trai, vóc dáng không thua kém bất kỳ những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nào. Nụ cười tươi tắn, gu thời trang ăn mặc trẻ trung của nam diễn viên cũng được dân tình khen ngợi. Nói về mối tình của mình và bạn trai, Đoàn Nguyễn từng tiết lộ mình là người chủ động cưa cẩm, còn đối phương lại tò mò về cuộc sống của nghệ sĩ. Sau khoảng thời gian quen biết kéo dài nhiều năm với nhiều biến cố, cặp đôi đã thoải mái trong việc chia sẻ tình cảm công khai. Đoàn Nguyễn cho biết khi bố anh ra đi theo mẹ, Thanh Tú là người bên cạnh và cùng anh vượt qua tất cả. Điều này làm cặp đôi càng gắn kết hơn. Thanh Tú cũng từng hứa với bố của người yêu là sẽ chăm sóc bảo vệ Đoàn Nguyễn. Đến nay họ vẫn nắm chặt tay và đã dọn về sống chung một nhà. Căn hộ của họ tọa lạc trong một khu chung cư cao cấp ở quận 7 có tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng. Dù lớn tuổi hơn nhưng Đoàn Nguyễn nhận làm vai vợ, với họ chuyện tuổi tác không là rào cản hay là vấn đề lớn trong mối quan hệ. Suốt nhiều năm bên nhau, điều khiến cặp đôi hòa hợp là vì họ cùng nhau chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau và cùng đỡ đần nhau trong công việc. Ngoài hoạt động ở sân khấu kịch, vì có lợi thế ngoại hình nên Thanh Tú cũng là gương mặt đắt sâu quảng cáo cho các nhãn hàng. Anh là người giỏi việc bếp núc và luôn chuẩn bị các bữa ăn cho người yêu. Từ ngày về chung một nhà, anh đã giúp Đoàn Nguyễn hạn chế thói quen ăn đồ ăn làm sẵn, có chế độ ăn uống lành mạnh hợp lý hơn. Thanh Tú là người biết chăm sóc bản thân và người khác. Thanh Tú cũng cho thấy mình là người chiều người yêu số 1 khi tháng 8 năm 2020, anh dành tặng người yêu chiếc xế hộp đắt đỏ có giá 2 tỷ để kỷ niệm 10 năm bên nhau. Trước đây anh từng tâm sự, thật ra đến cột mốc 10 năm chúng tôi sẽ làm một cái tiệc nhỏ để mời bạn bè đến chung vui và minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Mấy năm qua đi cưới quá nhiều rồi, chúng tôi sẽ kỷ niệm 10 năm để lấy lãi mừng cưới, biết đâu sẽ mua được ngôi nhà bên bờ biển. Đoàn Nguyễn được bạn trai tặng cả xế hộp sang, anh chia sẻ bạn trai kém 8 tuổi Thanh Tú sống tiết kiệm và biết lo xa, bù đắp sự hoang phí của anh. Cặp đôi đã có hơn 10 năm gắn bó và đồng hành, dù đi đâu cả hai cũng đi cùng nhau. Trong talk show cách đây không lâu, trước hàng tá nhận định tình yêu trong giới LGBT chỉ là thoáng qua, không chân thành, cặp đôi Đoàn Nguyễn và Thanh Tú cũng giúp phá vỡ định kiến này. Chia sẻ về mối tình gắn bó 10 năm, cả hai đều bộc lộ một cách chân thật nhất. Khi quen bạn trai kém 8 tuổi, Đoàn Nguyễn thừa nhận mình và đối phương đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Sau những lần cãi vã, cả hai đều ngồi suy nghĩ lại, biết nhường nhịn nhau hơn. Thanh Tú bày tỏ thanh xuân của bản thân chẳng hề tiếc nuối khi ở cạnh Đoàn Nguyễn. Dẫu hai người có cách sống khác nhau, nhưng Đoàn Nguyễn là một màu sắc khác biệt, một sự bù trừ tròn trĩnh về tính cách dành cho Thanh Tú. Cả hai cùng nhau góp ý những khuyết điểm của đối phương để thấu hiểu nhau hơn. Đoàn Nguyễn không ngần ngại chia sẻ quan điểm, phải biết đặt mình vào vị trí đối phương, lúc đó sẽ tìm được cách giải quyết, sẽ tìm được câu trả lời. Lối suy nghĩ tích cực chắc hẳn là bàn đạp để cặp đôi giữ mãi ngọn lửa tình yêu. Thanh Tú và Đoàn Nguyễn còn sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau. Đỉnh điểm, cả hai đã chính thức công khai tình cảm trước khán giả sau 9 năm quen nhau. Công khai giống như một món quà của cả hai, Thanh Tú chia sẻ. Sau đó, Đoàn Nguyễn giải thích rằng bản thân muốn truyền cảm hứng lại cho những bạn LGBT. Đồng thời, anh còn muốn mọi người tin rằng tình yêu LGBT là thật, không phải thoáng qua. Nam diễn viên Gia Đình Số Đỏ bộc bạch, trong tình yêu cái thật hay không, nghiêm túc hay không là do chính bản thân mình. Mình muốn nó nghiêm túc là nghiêm túc, mình muốn nó qua đường là qua đường. Tuy nhiên, hành trình tình yêu 10 năm của Đoàn Nguyễn và Thanh Tú chẳng thuận buồm xuôi gió là mấy. Bản thân cả hai đều là nghệ sĩ nên vẫn nhiều lần va vào cám dỗ. Lúc ấy, họ lại nghĩ về sự vun đắp bấy lâu, đã cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc như thế nào. Thanh Tú thẳng thắn nói trước khán giả, đến với nhau là duyên, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhau là nợ, nên phải biết trân trọng. Chưa kể trước đây, Đoàn Nguyễn nghĩ rằng đến với Thanh Tú chỉ là thoáng qua, nam diễn viên lúc ấy vẫn chưa dứt tình cảm với người cũ. Sau cùng, anh phải đánh đổi để có được hạnh phúc như hiện tại. Dù cuộc sống chẳng sang giàu, nhưng hiện tại, Đoàn Nguyễn và Thanh Tú rất hạnh phúc. Hơn thế, cặp đôi còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với người yêu cũ của Đoàn Nguyễn. Sau đó, cả hai từng có khoảng thời gian nghĩ rằng sẽ dừng cuộc tình này lại vì chai lì cảm xúc nhàm chán đối phương. Tuy nhiên, Đoàn Nguyễn và Thanh Tú không làm được, tình cảm của họ giờ đây hơn cả một đôi tri kỷ thực thụ. Sau cùng, Đoàn Nguyễn còn ngậm ngùi chia sẻ về bình luận của một số anti-fan. Có người độc miệng hỏi liệu quen nhau được bao lâu, anh chàng chỉ thẳng thừng trả lời, bao nhiêu lâu không quan trọng, chỉ biết rằng hiện tại chúng tôi hạnh phúc bên nhau thôi. Chuyện tình yêu của Đoàn Nguyễn và Thanh Tú nhận được sự ủng hộ và quan tâm từ gia đình và hàng ngàn khán giả. Nhờ vào mối tình dài cả thập kỷ của họ, nhiều người tin rằng tình yêu vĩnh cửu vẫn tồn tại dù ở bất kỳ giới tính nào. Nhiều người mong họ sẽ tiến tới một đám cưới không xa trong thời gian tới.